tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin trưa ngày 30 tháng 6. Kính mời quý vị theo dõi một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng đang khuyến nghị tiêm liệu vaccine tăng cường vào mùa thu này trước một làn sóng khác. Một nửa số chuyến bay nội địa đến các sân bay lớn của Canada đã bị hoãn hoặc là hủy. Gần 7 trên 10 tài xế lo lắng không đủ tiền mua xăng khi giá xăng tăng cao. Thành phố Toronto là một trong những thành phố thông minh nhất thế giới. Tình trạng lái xe nguy hiểm đang gia tăng ở tỉnh Ontario. Cô bé người Việt ở Montreal 4 tuổi đang cần được hiến tế bào gốc. Có thể bạn là người cứu mạng của cô bé. Một người phụ nữ 20 tuổi bị bắn chết ở New York khi đang đẩy xe nôi có con gái sơ sinh của cô nằm bên trong. Một đứa trẻ mới biết đi ở Virginia tử vong vì bị cha bỏ lại trong xe hơi nóng bức. Người cha sau đó đã tự sát bằng súng. 5 người Việt thiệt mạng trong vụ nổ khí độc ở cảng Jordan. Việt Nam có kế hoạch cắt giảm thuế MFN đối với xăng để chống lạm phát. Sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị theo dõi sau đây. Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan Nasi đang khuyến nghị tiêm liệu vaccine tăng cường vào mùa thu này trước khi một làn sóng COVID-19 có thể xảy ra trong tương lai ở Canada khuyến nghị được ban hành hôm thứ Tư khuyến cáo những người Canada có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 nên được cung cấp thêm một liều tăng cường trong mùa thu, bất kể người đó đã tiêm bao nhiêu liều tăng cường trước đó. Cơ quan nói rằng lời khuyên này bao gồm những người từ 65 tuổi trở lên, cư dân của các cơ sở chăm sóc hoặc là sinh sống dài hạn, và những người từ 12 tuổi trở lên có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, khiến họ có nguy cơ cao bị COVID-19 nghiêm trọng. Khuyến nghị này cũng bao gồm những người trưởng thành trong các cộng đồng bản địa, các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc. Và có điều kiện sống khó khăn, nơi việc lây nhiễm có thể gây ra những hậu quả bất công cũng như các khu dành cho lao động nhập cư, nơi tạm trú, cơ sở cải huấn và nhà tập thể. Cơ quan Nazi cũng khuyến cáo rằng có thể cung cấp liều tăng cường cho tất cả các cá nhân khác từ 12 đến 64 tuổi, bất kể họ đã nhận được bao nhiêu liều tăng cường trước đó. Cơ quan Naci cũng lưu ý, trong khi khả năng, thời gian và mức độ nghiêm trọng của một đợt đại dịch trong tương lai là không chắc chắn, số ca nhiễm có thể tăng cao vào cuối mùa thu và mùa đông khi mọi người dành nhiều thời gian hơn trong nhà. Một nửa số chuyến bay nội địa đến các sân bay lớn của Canada đã bị hoãn hoặc là hủy vào tuần trước phần lớn các chuyến bay nội địa đến các sân bay bận rộn nhất của Canada đã bị hoãn hoặc là hủy trong tuần qua do ảnh hưởng của một mạng lưới quốc tế bị quá tải đã tiếp tục lan rộng khắp đất nước. Theo công ty phân tích DataWazo, Wazo, khoảng 54% các chuyến bay đến 4 sân bay lớn nhất đã bị dời lịch trong 7 ngày từ 22 đến 28 tháng 6. Hơn 44% trong số 4.815 chuyến bay đã bị hoãn, trong khi 8,5% bị hủy bỏ hoàn toàn. Sân bay Toronto Pearson đứng đầu danh sách với 51% chuyến bay, tức là hơn 700 chuyến bay đã bị hoãn và 12% số chuyến bay hủy. Thành phố Montreal về nhì với 43% số chuyến bay bị hoãn và 15% bị hủy. Hai sân bay còn lại là Vancouver và Calgary. Các hãng hàng không và chính phủ liên bang đã phải chật vật để đối phó với tình trạng các hàng dài bất tận, các chuyến bay bị gián đoạn, thất lạc hành lý và sự thất vọng bức xúc của hành khách tại các sân bay, đặc biệt là tại Toronto Pearson. Gần 7 trên 10 tài xế lo lắng không đủ tiền mua xăng khi giá xăng tăng cao. Theo kết quả của một cuộc khảo sát gần đây, đại đa số tài xế cho biết, Họ lo lắng rằng họ không đủ khả năng chi trả chi phí đổ xăng trong mùa hè này khi giá xăng tiếp tục tăng cao kỷ lục khi giá xăng trung bình đạt mức 2 đô la một lít vào đầu tháng này, 69% người Canada tham gia cuộc khảo sát cho biết họ lo ngại rằng họ có thể không đủ tiền mua xăng. Những nỗi sợ hãi đó thậm chí còn lan rộng hơn trong các hộ gia đình có trẻ em, ở mức 80%, và các thế hệ trẻ từ 18 đến 34 tuổi, 77%, và 74% ở lứa tuổi từ 35 đến 54. Khoảng 75% người Canada nói rằng Họ lái xe ít hơn để tiết kiệm xăng. Một nửa số người được khảo sát cũng nói rằng, kể cả khi phải đổ xăng, họ cũng không có đủ tiền để đổ đầy bình. Ngoài ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Ukraine và đại dịch Covid-19 kéo dài, mùa du lịch hè năm nay, mùa hè đầu tiên không có các hạn chế cũng đang nâng cao nhu cầu dành cho các thùng dầu. Ngoài ra thì cứ 10 người thì có 3 người, tức là 29% cho biết Họ dự kiến khí đốt sẽ chạm mốc 2,50 đô la một lít, trong khi 15% dự đoán giá sẽ chạm mức 3 đô la mỗi một lít. Các chuyên gia cho rằng, cái giá 2,50 đô la không phải là không thể, nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu tình hình tiến triển xấu hơn rất nhiều. Vậy xe điện có phải là một lựa chọn thực tế? Giá xăng cao ngất ngưỡng đang thúc đẩy nhiều người Canada xem xét, giảm kích thước xe của họ hoặc là chuyển sang một phương tiện thay thế chạy bằng điện. Khoảng 44% số người được hỏi nói rằng họ đang cân nhắc chuyển sang một chiếc xe nhỏ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn trong năm tới. Hơn 1 phần 3 số người được hỏi, tức là 36%, cho biết họ đang cân nhắc mua một chiếc xe điện EV trong năm tới để giảm tiền xăng. Với gần một nửa, 49% những người từ 18 đến 34 tuổi nói rằng họ đang nghĩ đến việc đổi sang xe điện những người kiếm được trên 100.000 đô la hàng năm có nhiều khả năng nghĩ đến việc mua một chiếc xe điện, 45%, so với những người kiếm được từ 40.000 đến 60.000 đô la chỉ có 31%. Toronto là một trong những thành phố thông minh nhất thế giới. Toronto vừa được xếp hạng trong số các thành phố thông minh nhất trên thế giới trong một dự án đánh giá hàng chục trung tâm đô thị trên toàn cầu. Chỉ số thành phố kỹ thuật số được phát triển bởi Economist Impact và chỉ số này xem xét 4 hạng mục để đánh giá tác động của sự kỹ thuật số hóa trên 30 thành phố toàn cầu. Báo cáo nói rằng các thành phố như là Toronto đang trở nên thông minh hơn bằng cách cung cấp các cổng dịch vụ cho người dân, công nghệ kỹ thuật số cho du lịch và các ứng dụng giao thông công cộng. Các hạng mục này bao gồm kết nối kỹ thuật số, dịch vụ, văn hóa và tính bền vững. Và thành phố Toronto được xếp hạng cao trong tất cả các hạng mục này. Toronto đứng thứ ba khi xét tổng thể trong hạng mục văn hóa và xếp thứ ba trong hạng mục bền vững. Theo Economist Impact, điều này có nghĩa là Toronto đã kết hợp công nghệ vào cuộc sống hàng ngày thông qua việc tạo ra một hệ sinh thái mới mẻ và sử dụng các công nghệ để tăng trưởng một cách thân thiện với môi trường. Họ cũng nhận thấy rằng Toronto ưu tiên nhận thức và chuẩn bị trước các rủi ro mạng. Họ xếp Toronto vào hạng mục chuẩn bị rất kỹ càng cùng các thành phố đáng chú ý khác như là Washington DC và New York. Tuy nhiên, có vẻ như Toronto có một điểm yếu cụ thể là khả năng chi trả của nó. Toronto được xếp hạng ở mức giá cả kém phải chăng hơn đối với những thứ như là internet. Toronto vẫn xếp thứ 11 chung cuộc với số điểm là 70,1. Theo một cuộc khảo sát mới của Hiệp hội Xã hơi Canada CAA, các hành vi lái xe nguy hiểm đang gia tăng ở tỉnh Ontario. Nghiên cứu của CAA chỉ ra rằng 98% người lái xe ở tỉnh đã chứng kiến các hành vi lái xe không an toàn trong năm ngoái, tăng 3% so với năm trước đó. Các hành vi phổ biến nhất được quan sát thấy là chạy quá tốc độ, sau đó là lái xe mạo hiểm, chuyển làn đường không an toàn và lái xe mất tập trung. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng dưới 6% người lái xe đang cảm thấy an toàn trên đường Ontario, đặc biệt là trên đường cao tốc có giới hạn 100 km một giờ. Thông cáo cho biết, 58% tài xế cũng thừa nhận đã từng lái xe nguy hiểm, 43% thừa nhận đã chạy quá tốc độ và 17% thì đã từng lái xe mất tập trung, trong khi 8% cho biết họ đã từng chuyển làng không an toàn và 6% nói rằng họ đã từng lái xe quá khích hay là mạo hiểm. Cơ quan nói, nếu bạn gặp một người lái xe quá tốc độ hoặc là hung hãn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào việc lái xe của mình và không tiếp xúc với người lái xe khác. Nếu có thể, người lái xe nên tấp vào lề một cách an toàn và gọi cho 911 nếu ai đó đang lái xe một cách thất thường hoặc là bạn tin rằng hành vi của họ có thể gây ra nguy hiểm ngay lập tức cho người khác. Cuộc khảo sát cũng đề cập đến chủ đề camera bắn tốc độ. Thông cáo cho biết, cứ ba người lái xe ở Ontario thì có một người cho biết họ cố gắng tránh các khu vực có radar ảnh và 43% cho biết họ tăng tốc sau khi đi qua khu vực có camera bắn tốc độ. Mặc dù vậy, hầu hết các tài xế đều đồng ý rằng camera tốc độ giúp ngăn chặn việc chạy quá tốc độ. Và họ tin rằng các thiết bị này nên được lắp ở trong khu vực trường học và khu vực an toàn cộng đồng. Thưa quý vị, bé Minh Nguyễn, người Montreal 4 tuổi, đang cần được hiến tế bào gốc. Và có thể bạn là người cứu mạng của cô bé ấy. Hôm nay, cô bé đang chiến đấu để giành lấy sự sống của mình tại Bệnh viện Montreal Saint Justin, được chẩn đoán mắc một bệnh máu hiếm gặp, đó là bệnh u sản tuổi, medullary aplasia, đang chờ người hiến tế bào gốc tương thích. Điều duy nhất mà cô bé ấy yêu cầu lúc này là được về nhà, Mẹ của cô bé là Thanh Diễm Nguyễn cho biết, nhưng cô bé không thể. Đây là lần thứ ba bé Minh nhập viện kể từ ngày 1 tháng 6. Cô Nguyễn mô tả cơ hội tìm được người phù hợp cho con gái của mình là một trên một triệu người. Cô Nguyễn cho biết cô bé mang nửa dòng máu da trắng và nửa người châu Á nên điều đó càng khó khăn hơn. Người hiến tặng cần phải là người cùng dân tộc với người nhận Hiện tại thì khoảng 70% trong số tất cả các nhà tài trợ đã đăng ký là người da trắng, khoảng 15% là người châu Á và không có nhiều sắc tộc khác nhau. Carmel Sisseron là điều phối viên truyền thông của Swap the World, một tổ chức có sứ mệnh là thúc đẩy sự đa dạng sắc tộc trong cơ sở tài trợ tế bào gốc toàn cầu, giải thích rằng: "Điều quan trọng là mọi người đăng ký để trở thành người hiến tặng tế bào gốc, vì có hàng ngàn bệnh nhân trên khắp thế giới như là bé Minh đang chờ đợi để tìm được người hiến tặng phù hợp của họ. Để họ có thể tìm thấy người thích hợp, chúng tôi chỉ cần thêm người đăng ký, cô nói. Vậy tế bào gốc là gì? Tế bào gốc máu là những tế bào chưa trưởng thành có thể phát triển thành các tế bào có trong máu như là tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể, tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng, còn tiểu cầu giúp kiểm soát chảy máu. Cô Nguyễn cho biết Cô bé mắc chứng bệnh aplasia thể tủy rất nặng. Điều đó có nghĩa là tủy xương của cô bé không hoạt động. Các tế bào bạch cầu của bé Minh hiện ở mức zero, làm cho cô bé dễ bị nhiễm trùng. Cô bé cũng bị thiếu máu do thiếu tế bào hồng cầu được sản xuất bởi tủy xương, cần ít nhất 3 lần truyền máu mỗi tuần. Cô Nguyễn cho biết tủy xương cũng không sản xuất tiểu cầu nữa. Cô bé dễ bị chảy máu nghiêm trọng do đó cô bé không thể đi bất cứ nơi nào mà cô bé có thể bị ngã. Cô bé thích đi công viên nhưng không thể nữa. Trở thành người hiến tặng tế bào gốc Bạn có khả năng cứu một bệnh nhân ở bất kỳ đâu trên thế giới khi bạn đăng ký với cơ quan đăng ký liên kết với quốc gia của bạn. Cô Cicero nói rằng, sau khi bạn phù hợp, các tế bào gốc khỏe mạnh của bạn sẽ tái tạo sau khi hiến tặng. Các thủ tục cực kỳ an toàn tất cả những gì cần thiết để đăng ký chỉ là một miếng gạt bên trong má của mình. Cư dân Quebec có thể đăng ký thông qua Kima Quebec, còn cư dân Canada ngoài Quebec có thể đăng ký qua dịch vụ máu Canada, Canada Blood Services. Cô Susan Ron nói rằng hiến tế bào gốc không giống như là hiến máu. Việc hiến tặng tế bào gốc đòi hỏi nhiều sự phù hợp cụ thể hơn ở mức độ miễn dịch, nghĩa là ở mức độ di truyền nửa châu á, nửa da trắng, tôi hy vọng rằng bạn sẽ đăng ký." Cô Nguyễn nói khi bé Minh bắt đầu khóc sau lưng cô. Bé đang nằm trên giường bệnh. Cô bé muốn gia đình của mình, cô bé muốn về nhà, đó là lý do tại sao cô bé khóc. Cô Nguyễn rất cảm ơn tất cả những ai đã đăng ký, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả khi bạn không phải là người phù hợp với con gái của cô ấy, nhưng bạn có thể là một trong một triệu người đối với người khác. Bé Minh, cô bé là tia nắng nhỏ của tôi, cô Nguyễn nói. Cô Cicero nói rằng bạn có cơ hội để cứu một mạng người, đó là một hành động rất vị tha. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Coach Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây một người phụ nữ 20 tuổi bị bắn chết ở New York khi đang đẩy xe nôi có con gái sơ sinh của cô nằm bên trong. Một đứa trẻ mới biết đi ở Virginia tử vong vì bị cha bỏ quên lại trong xa hơi nóng bức. Người cha sau đó đã tự sát bằng súng. Năm người Việt thiệt mạng trong vụ nổ khí độc ở cảng Jordan. Việt Nam có kế hoạch cắt giảm thuế MFN đối với xăng để chống lạm phát. Công viên ở thành phố New York đưa dê đến để ăn cỏ dại một ưm tùm. Một nghiên cứu mới phát hiện máu của lạc đà không bú có thể là yếu tố siêu miễn dịch chống lại COVID-19 và các loại virus khác. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh. Cảnh sát cho biết một phụ nữ 20 tuổi ở New York bị bắn chết vào đêm thứ tư tại khu Upper East Side. Vào thời điểm đó, cô đang đẩy chiếc xe nôi em bé bên trong là đứa con gái 3 tháng tuổi của cô. Theo cảnh sát cho biết, người phụ nữ đã ở gần giao lộ của đại lộ Lexington và phố 95 vào khoảng 8 giờ 30 tối lúc cô bị bắn. Cô đã được đưa đến trung tâm bệnh viện Metropolitan và đã qua đời tại đây. Đứa trẻ 3 tháng tuổi không bị thương nhưng đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá y tế. Thành viên hội đồng thành phố Julie Manning, người đại diện cho khu vực, cho biết nạn nhân là mẹ của đứa trẻ Danh tính của cô ấy vẫn chưa được công bố, trong khi chờ thông báo của gia đình. Cảnh sát cho biết chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. New York cũng như nhiều thành phố khác của Mỹ đang phải đối mặt với mối lo ngại gia tăng về tội phạm bạo lực, mặc dù thống kê của cảnh sát thành phố New York cho thấy các vụ nổ súng đã giảm khoảng 12% và các vụ giết người đã giảm 13% trong năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các vụ giết người vẫn ở mức cao thứ hai kể từ năm 2012. Và cũng thêm một bản tin rất đau lòng. Một đứa trẻ mới bước đi ở Virginia đã tử vong vì bị cha bỏ quên lại trong xa hơi nóng bức. Người cha sau đó đã tự sát bằng súng. Cảnh sát ở Virginia đang điều tra cái chết của một đứa trẻ mới biết đi đã bị bỏ lại một mình bên trong một chiếc xe hơi nóng bức suốt vài giờ đồng hồ. Cha của đứa trẻ sau đó đã tự sát bằng súng. Theo báo cáo, ngay trước buổi trưa thứ ba, cảnh sát quận Chesterfield đã bắt đầu nhận được cuộc gọi thông báo rằng một cậu bé 18 tháng tuổi đã chết. Sau khi bị bỏ mặt trong một chiếc xe hơi ở Midlothian, ngay phía tây Richmond, vào thời điểm này, cảnh sát không rõ cậu bé đã ở bên trong xe bao lâu hoặc là chiếc xe đã ở đâu. Ngay sau khi nhận được những cuộc gọi đó, cảnh sát lại nhận được thêm nhiều cuộc gọi đe dọa tự sát từ cha của đứa trẻ khi có mặt tại hiện trường cảnh sát đã tìm thấy đứa trẻ trong nhà và một người đàn ông đã chết vì vết thương tự gây ra bằng súng trong một khu rừng phía sau căn nhà tại thời điểm này cuộc điều tra cho thấy người cha đã vô tình để quên con của anh ta ở bên trong xe trong vài giờ đồng hồ theo cảnh sát chesterfield cho biết trong một tuyên bố khi người cha phát hiện đứa trẻ đã chết trong xe anh ta trở về nhà và đưa đứa trẻ vào bên trong. Sau đó, anh ta đã rời khỏi nhà và tự bắn chính mình. Trung tá Christopher Handley cho biết, cảnh sát đã liên lạc với người mẹ và người thân của đứa trẻ, họ là những người báo cáo rằng cậu bé đã không được đưa đến nhà trẻ và có thể đã gặp nguy hiểm. Báo cáo của cảnh sát không chỉ ra bất kỳ ai khác có liên quan, một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Mỹ đã ghi nhận 6 trẻ em tử vong do bị bỏ lại trong những chiếc xe hơi nóng bức. Hội đồng An toàn Quốc gia cho biết, trung bình mỗi năm có 38 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong do bị bỏ lại trong xe hơi có nhiệt độ cao. Cảnh sát lưu ý tất cả mọi người không để bất kỳ người nào, hoặc là vật nuôi bên trong xe mà đang đậu ở bất kỳ tình huống nào để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Năm người Việt thiệt mạng trong vụ nổ khí độc ở cảng Jordan. Một vụ nổ khí gas tại cảng Akaba của Jordan hôm thứ Hai đã giết chết 13 người, trong đó có 5 người Việt Nam. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia, các nạn nhân người Việt là thuyền viên, làm việc trên tàu Forest Six, xuất xứ tại Hồng Kông. Trên đó có một bồn chứa khí độc đã vô tình phát nổ. Vụ tai nạn cũng khiến hơn 250 người bị thương, trong đó có 7 người Việt Nam. Tính đến thứ tư, khoảng 100 người trong số những người bị thương vẫn đang nằm viện. Các quan chức Jordan trước đó cho biết, vụ nổ xảy ra khi một cần cẩu đang chất các bồn chứa khí độc chlorine lên tàu để vận chuyển đến Djibouti. Tuy nhiên, một bồn chứa 25 tấn khí này đã bị rơi khỏi cần cẩu. Một đoạn video từ kênh truyền hình quốc gia của Jordan cho thấy, bồn chứa đã rơi xuống và đập mạnh vào bông của tàu tạo ra một đám mây khí màu vàng bao trùm con tàu và cầu cảng, khiến nhiều người tháo chạy. Chlorine là khí độc có màu vàng, thường được sử dụng để khử trùng nước. Nó có thể tạo ra axit hydrochloric trong cơ thể người hít phải, dẫn tới tình trạng bỏng rác và kích ứng màng nhầy trong phổi khiến nạn nhân không thể thở và tử vong. Việt Nam có kế hoạch cắt giảm thuế MFN đối với xăng để chống làm phát. Chính phủ Việt Nam hôm thứ Năm cho biết Việt Nam hiện có kế hoạch cắt giảm thuế tối huệ quốc MFN đối với xăng từ 20% xuống 12% để giúp giảm bớt áp lực lạm phát. Động thái này cũng sẽ giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp chính như là Hàn Quốc và các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Mức thuế MFN là một tỷ lệ tiêu chuẩn được áp dụng trong giao dịch giữa các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trừ khi có một hiệp định thương mại riêng biệt. Theo các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc và trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên, thuế nhập khẩu xăng là khoảng 8%. Việt Nam mới đây đã báo cáo tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng 7,72% trong quý 2 năm nay, nhưng giống như nhiều nước láng giềng khác trong khu vực, quốc gia này cũng đang đối mặt với áp lực lạm phát ngày càng gia tăng đối với giá năng lượng và thực phẩm cao hơn. Công viên ở thành phố New York đưa dê đến để ăn cỏ dại mọc um tùm. Hơn một chục con dê đã được đưa đến công viên Riverside ở thành phố New York hôm thứ Tư để tìm kiếm cỏ dại. Một kế hoạch không chỉ giúp loại bỏ các loại xâm lấn theo cách không có hóa chất mà còn góp thêm vào niềm vui của thiên nhiên những du khách lông lá này đã đến Manhattan từ trang trại Green Goat ở Rhinebeck, New York, sớm hơn trong ngày để ngấu nghiến những loài cây mọc um tùm, ngay cả những loài nguy hiểm đối với con người như là cây thường xuân độc. Dê là một cách tiếp cận khéo léo để loại bỏ cỏ dại, khai thác cơn đói tự nhiên của chúng. Đối với các loại rau xanh như là cơ chế chính đằng sau nhiệm vụ này, Chủ tịch Lâm thời kiêm giám đốc điều hành của Riverside Park Conservancy cho biết, những con dê thích những thứ này, chúng ăn cây thường xuân độc, ăn quả porcelain berry, ăn hoa tường vi và những gì mà công viên đang cố gắng loại bỏ. Trong số 20 con dê được cử đến để làm nhiệm vụ này, có 4 con sẽ ở lại Riverside Park vào cuối mùa hè để tiếp tục nhiệm vụ của mình trong hai mẫu anh của công viên. Một khung cảnh thật dễ thương phải không quý vị? Một nghiên cứu mới phát hiện máu của lạc đà không bú có thể là yếu tố siêu miễn dịch chống lại COVID-19 và các loại virus khác. Theo một nghiên cứu mới cho thấy, yếu tố miễn dịch chống lại COVID-19 và các biến thể của nó có thể đến từ máu của lạc đà không bú là Lama. Một nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Mount Sinai ở New York báo cáo rằng các hạt miễn dịch được tìm thấy trong máu của một con lạc đà không bú có thể bảo vệ mạnh mẽ chống lại COVID-19 và các biến thể của nó, cũng như chống lại một loạt các loại virus giống như là SARS. Nghiên cứu cho thấy các hạt miễn dịch trong máu của lạc đà thậm chí còn có thể bảo vệ chống lại SARS-CoV-2 là nguyên nhân gây ra COVID-19 và SARS-CoV-1 là nguyên nhân gây ra dịch SARS vào năm 2003. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Reports hôm thứ Ba cho thấy rằng những hạt miễn dịch này được gọi là các thể nano, nanobodies, có thể được sử dụng để phát triển một phương pháp điều trị kháng virus tác dụng nhanh qua đường hô hấp. Để thực hiện nghiên cứu, nhóm thực hiện đã tiến hành tiêm chủng gai của virus SARS-CoV-2 cho một con lạc đà không bú tên là Wally. Sau nhiều lần tiêm chủng, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng Wally đã bắt đầu sản xuất các nano nhận dạng SARS-CoV-2 cũng như yếu tố mà theo các nhà nghiên cứu mô tả là siêu miễn dịch chống lại một loạt các coronavirus khác. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng, với thông tin cấu trúc này, họ sẽ có thể phát triển một phân tử có thể được sử dụng trong phương pháp điều trị qua đường hô hấp hoặc là dạng xịt. Và bản tin về lạc đà không bướu cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày 30 tháng 6 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kính chúc quý vị một ngày mới an lành vào một tháng 7, một tháng mới nhiều niềm vui và nhiều may mắn hoàng anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo